Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lò nóng ngàn độ, Đào Hồng Lan lặn mất tăm, thuộc cấp tháo chạy, tránh họa. Từ đầu năm 2023 cho đến nay, vụ án Việt Á lắng xuống, vụ án chuyến bay giải cứu, vụ án đăng kiểm và vụ án IC bùng lên. Vụ án Việt Á đến nay đã quật được nhiều nhân vật lớn, trong đó có cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phải ngồi tù. Ngoài cựu Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng bị mất ghế vì vụ án này, đặc biệt là cựu Chủ tịch nước bị bật khỏi ghế vì thông tin cho rằng đã để cho vợ dính đến vụ án Việt Á. Ông tướng Tô Ân Sô của Công an Việt Nam thông báo tiếp tục điều tra vụ án Việt Á. Từ sau khi ông cựu Chủ tịch Phúc tung được câu nói "Gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp Giám đốc Việt Á", điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng, thì vụ án Việt Á lắng hẳn xuống. Bởi đây là câu nói cực kỳ khôn ngoan của ông cựu Chủ tịch nước. Chính nhờ câu nói này mà ông Phúc đã đưa ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thế khó xử. Có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng không thể đạp lên cam kết của Ủy ban Kiểm tra Trung ương mà bắt bà Trần Thị Nguyệt Thu. Đấy là vùng cấm không thể xâm phạm. Nếu ông Trọng cho Tô Lâm khám xét và bắt giữ bà Nguyệt Thu, thì ông ăn nói thế nào trước công luận khi mà ông đã cho ông Trần Cẩm Tú xác nhận vợ và con của Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc không liên quan đến Việt Á. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 4 mới đây, trả lời câu hỏi liên quan đến kết quả điều tra các vụ án thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, ông Tô Ân Sô, Trung tướng, người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam cho biết các vụ án được Công an thực hiện tích cực, khẩn trương, cơ bản, hoàn thành đúng tiến độ. Do tính chất phức tạp và có nhiều vụ án phải thực hiện đồng thời, Bộ Công an đề xuất gia hạn điều tra với vụ án Việt Á. Phải chăng đây là dấu hiệu của sự tháo chạy? Nếu vụ ở Việt Á không thể đánh lên vị trí cựu đệ nhất phu nhân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì việc mở rộng vụ án Việt Á cũng chỉ gói gọn trong phạm vi Bộ Y tế. Mà trong Bộ Y tế còn đó những cấp dưới trong thời kỳ ông Nguyễn Thanh Long làm Bộ trưởng. Bộ Y tế hiện nay như rắn mất đầu, tuy có Bộ trưởng nhưng trong vòng 10 tháng qua, bà Đào Hồng Lan cho thấy bà chẳng làm được gì trong tình hình Bộ Y tế rối ren như hiện nay. Bà không có chuyên môn, muốn chỉ đạo ngành y thì phải nhờ tư vấn. Việc Bộ Chính trị thuyên chuyển bà đến Bộ Y tế là cách lấp đầy chỗ trống, chứ không phải là cách chọn người đứng đầu đúng việc. Trong khi đó, các cấp phó của bà có chuyên môn ngành y lại đang lo lắng có thể bị pháp luật sở đến bất cứ lúc nào và sau đó quăng vào lò. Mới đây, báo chí thông báo ông Nguyễn Thường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế xin nghỉ hưu trước tuổi. Nếu theo đúng chế độ thì thời gian ông Sơn nghỉ hưu sẽ là năm 2025. Báo chí cho biết ông Nguyễn Thường Sơn xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân. Theo nhận xét của một số nhà quan sát giấu tên, đây chính là dấu hiệu của sự tháo chạy trước đợt càn quét lần thứ hai đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng nhắm vào Việt Á, làm rung động Bộ Y tế của Việt Nam. Bà Đào Hồng Lan chìm nghỉm trong vai trò Bộ trưởng Bộ Y tế. Bộ Y tế nơi được mệnh danh là cơ quan chính phủ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhưng dưới thời Cộng sản nó đã biến tướng trở thành nơi trục lợi trên sự khốn cùng của người bệnh. Nhiều nước trên thế giới chi ngân sách cho y tế là lớn nhất. Mục đích của họ nếu không miễn phí cho y tế cho dân thì cũng hỗ trợ chi phí y tế để người nghèo có thể tiếp cận được với ngành này. Còn ở Việt Nam, ngân sách của Bộ Y tế thì chỉ bằng có 1 trên 13 ngân sách của Bộ Công an. Ngành y tế thiếu tiền, thiếu hỗ trợ, thượng tầng đến hạ tầng thì cắn xé lẫn nhau, giành giật nhau để mà trục lợi. Mà đau nhất là họ trục lợi ngay trên người bệnh, khốn khổ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Lò nóng ngàn độ, Đào Hồng Lan lặn mất tăm, thuộc cấp tháo chạy, tránh họa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Đại gia gặp đại hạn, sau Dr. Thanh, Vũ Trung Nguyên cũng bị họa đất vùi. Đặng Lê Nguyên Vũ, ông chủ của cà phê Trung Nguyên rất nổi tiếng, là đại gia khiến báo giới đã hao tổn khá nhiều bút mực trong thời gian vừa qua.
từ việc kiện cáo ly dị với vợ cũ cho đến những câu nói trở thành trend của xã hội rằng tiền nhiều để làm gì. Ngoài ra, ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng là một đại gia sưu tầm siêu xe nổi tiếng. Gần đây, không biết vô tình hay cố ý, mà mạng xã hội đã nổi lên tin đồn ông Vũ hẹn hò với Hoa hậu Tiểu Vy. Tin đồn này vẫn không thấy ông Vũ lên tiếng, chỉ thấy cô Hoa hậu phản bác. Phản bác là lẽ bình thường, đó là phản ứng tự vệ của những người dính vào tin đồn. Ông Trần Quý Thanh cũng bị còng tay giải đi vì tham ăn đất. Mới đây, báo chí trong nước cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đang xử lý trách nhiệm của các đơn vị cá nhân liên quan đến sai phạm tại dự án khu đô thị sinh thái văn hóa Cà phê Suối Xanh ở thành phố Buôn Ma Thuột do công ty cổ phần đầu tư Trung Nguyên làm chủ đầu tư. Được biết, ngay từ năm 2016, ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khi đó đã ký quyết định chấp thuận cho Trung Nguyên đầu tư dự án khu đô thị Suối Xanh với diện tích 45 hectare chia làm hai giai đoạn. Sau đó một năm, vào tháng 10 năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định giao không qua đấu giá cho hơn 19,3 hectare đất giai đoạn 1 cho công ty Trung Nguyên. Theo quy định, thời điểm xác định giá đất phải cùng với thời điểm giao đất. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã giao đất trước, một năm sau thì mới định giá. Điều kỳ lạ là một năm sau nữa, vào tháng 10 năm 2018, tỉnh Đắk Lắk lại cho khảo sát giá đất một lần nữa, nhưng giá đất sau lại còn thấp hơn giá đất trước. Trung Nguyên của ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng như Tân Hiệp Phát của ông Trần Quý Thanh đều là công ty sản xuất. Tuy nhiên, vì lòng tham mà ông Trần Quý Thanh đã nhảy sang mảng đất đai và đã bị đất vùi lấp, khiến giờ này ông Trần Quý Thanh đang phải ngồi tù. Đất đai dễ làm giàu thật, nhưng nó cũng vùi dập không ít đại gia. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nhảy sang lĩnh vực đất đai và cũng đã gặp rắc rối to. Đặng Lê Nguyên Vũ rất thành công trong ngành sản xuất cà phê thương phẩm. Tuy nhiên, có vẻ như ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng đang bước theo vết xe đổ của cha con ông Trần Quý Thanh. Ông Trần Quý Thanh chỉ dính đến đất đai của dân, còn Đặng Lê Nguyên Vũ đang dính đến sai phạm đất đai liên quan đến quyết định của quan chức cấp tỉnh, nên rủi ro cao hơn rất nhiều. Xem ra năm 2023 là năm đại hạn cho các đại gia, tình hình kinh doanh của Novaland, Novonhome, Suncorp v.v. hiện nay đang gặp vô vàn khó khăn. Khó khăn nhất là huy động vốn, đất đai và vấn đề mà thanh tra chính phủ thường hay rất soi và soi nhiều nhất. Vậy nên, đại gia nào từng bắt tay với quan chức làm sai thì coi chừng bị quẳng vào lò chung với họ. Các ngành sản xuất mới là trụ cột cho nền kinh tế, xây dựng được doanh nghiệp loại này là người có khả năng thực sự. Loại doanh nghiệp này chậm tăng trưởng nhưng thường bền vững. Những nền kinh tế mạnh của châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan đều dựa vào sản xuất. Không một cường quốc nào giàu lên bằng bất động sản cả. Ngành bất động sản thì quốc gia nào cũng có, nhưng không quốc gia nào bị phụ thuộc vào nó quá nhiều như ở Việt Nam. Nhiều tiền để làm gì? Câu hỏi được đặt ra, mà sao ông Đặng Lê Nguyên Vũ lại lao vào lĩnh vực đất đai đầy rủi ro, nguy hiểm đến thế? Làm giàu bằng bất động sản kiểu Việt Nam là loại hút máu. Những đại gia ấy đã lấy đất giá bèo của người dân, của đất nước, rồi xây dựng nhà cửa, thổi giá chất ngất để mà làm giàu. Muốn thành công ở ngành này thì hoặc là phải cấu kết với quan chức, hoặc dùng sức mạnh đồng tiền như cách ông Trần Quý Thanh chèn ép người khác. Cách làm này có thể mang lại nhiều món lợi lớn trước mắt, nhưng nó tiềm ẩn mối nguy lâu dài. Bởi đó là những cách làm ăn thất đức và thậm chí là không đúng với pháp luật. Ông Trần Quý Thanh gặp rắc rối với đất đai từ nhiều năm trước và giờ đây ông ấy đã phải ngồi tù. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng tương tự, nhưng vấn đề từ năm 2016-2017 đến nay đã bị khui ra. Có lẽ ông Vũ sẽ là một Trần Quý Thanh thứ nhì, bị họa đất vùi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết với bản tin đại gia gặp đại nạn sau Dr. Thanh, Vũ Trung Nguyên bị họa đất vùi. Từ Berlin, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de